Và đây là thành phẩm sau khi chiếc CVO Street Glide này lên ghi đông Factory 47 với chiều cao là 14 inch. Thì các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại thì cái vị trí tay lái của chiếc Street Glide này đã được thay đổi rất nhiều. Và tư thế lái của chiếc Street Glide này khi lên ghi đông Factory 14 inch này nó cũng sẽ thay đổi rất là lớn. Và khi chúng ta nhìn tư thế của người lái ngồi lên chiếc xe này thì người lái nó sẽ đánh lái dễ dàng hơn, và khi các bạn vào góc cua thì cái độ cua nó cũng sẽ thoải mái hơn, giúp bạn có thể linh hoạt hơn trong cái việc điều khiển phía phần đầu xe. Đối với cái dòng Street Glide này, đối với những khách hàng mà cao tầm 1m75 cho đến 1m80 thì mình nghĩ là sự lựa chọn đối với ghi đông là 14 inch và 16 inch sẽ rất là phù hợp với cả các bạn đi phố. Còn đối với những người mà hay chạy tour xuyên Việt đi từ Hà Nội vào Sài Gòn thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái ghi đông nó cao hơn, ví dụ như là ghi đông 18 inch sẽ có chiều cao nó sẽ như thế này. Thì khi các bạn mà lưu thông ở trên đường, các bạn đi xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn, đi những các cái cung đường đại lộ thì tư thế ngồi nó sẽ rất là thoải mái và như ngồi salon. Đó. Ok. Và đối với dòng Factory 47 này thì hiện tại đang được phân phối với 4 loại kích thước cho các bạn có thể lựa chọn, đó chính là 12 inch, 14 inch, 16 inch và 18 inch. Và đối với tất cả những các cái tùy biến ở trên xe các bạn muốn lựa chọn thì Factory 47 sẽ có 2 màu cho các bạn có thể lựa chọn, đó chính là màu chrome như thế này hoặc là màu đen. Thì hiện tại đối với ghi đông Factory 47 14 inch này màu chrome thì Đức Quảng Ngãi đang phân phối với giá là 13.500.000. Còn đối với những size khác thì các bạn mà có nhu cầu thì hãy để lại ở dưới phần comment cái nhu cầu của các bạn và sẽ có đội ngũ sale liên lạc và kết nối với các bạn để các bạn có thể lựa chọn mẫu ghi đông ưng ý nhất. Và xin mời các bạn nhìn qua một lượt về tổng thể của chiếc ghi đông Factory 47 14 inch màu chrome lên cho CVO Street Glide của Harley Davidson.